Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 15 tháng 3 trên kênh VTV Thiên. Quý vị và các bạn thân mến, do ảnh hưởng bởi gió đông nam liên tục dồn mây ẩm từ biển vào đất liền, kết hợp với vùng hội tụ gió làm cho toàn miền Bắc trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Cục bộ một số khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to về chiều tối đêm muộn và còn duy trì trong những ngày tới, với mức nhiệt toàn miền Bắc trong ngày sẽ tăng lên từ 1 đến 2 độ, riêng khu Tây Bắc nhiệt độ có phần cao hơn. Đối với khu vực Trung Bộ, đặc biệt là khu vực Bắc Trung Bộ, mưa nhỏ rải rác cũng sẽ gia tăng ảnh hưởng ở khu vực này từ những ngày của tuần tới. Về đêm và sáng sớm trời còn se lạnh, nhiệt độ ở khu vực này có phần tăng dần từ Bắc vào Nam. Đối với khu vực Tây Nguyên, khu vực Nam Bộ do chịu ảnh hưởng bởi gió đông và gió đông bắc kết hợp với vùng hội tụ gió, mưa dông rải rác trái mùa cũng sẽ bắt đầu gia tăng ảnh hưởng cho đến những ngày của tuần tới. Hiện tượng nắng gắt ở hai khu vực này cũng giảm đi. Sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho tất cả các vùng miền trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dự báo khu vực Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ. Sáng đến thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng khu Tây Bắc, trưa chiều trời nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Điện Biên, Lai Châu, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, có nơi dưới 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. Riêng khu Tây Bắc từ 28 đến 30 độ, có nơi trên 31 độ. Sáng đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng vùng núi có mưa nhỏ rải rác. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, riêng phía nam trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Với nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, phía nam có nơi trên 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, phía nam có nơi trên 31 độ. Sáng đến thời tiết khu vực Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai, tất cả các vùng biển trên cả nước đều có thời tiết tốt.